Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý khách. Tự hào là một trong những cửa hàng mua bán, sửa chữa, bảo hành uy tín chất lượng nhất tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Tọa lạc tại địa chỉ ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hotline 0337 019191 0974 644 973. Chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp như máy cưa, máy phát cỏ, máy xịt thuốc, động cơ xăng và các loại phụ tùng thay thế với sản phẩm chất lượng nhất, giá thành tốt nhất, cam kết sẽ làm hài lòng quý khách. Đặc biệt, chúng tôi miễn phí giao hàng toàn quốc. Nông cơ Duy Hải, uy tín tạo nên thương hiệu. Xin trân trọng cảm ơn. Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bảo Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, số 0337 019191, 0974 644 973. Hôm nay bên em giới thiệu cho anh em một con máy cắt cỏ Estin FS250, hàng nguyên thùng nhé, hàng thùng, hàng mới, hàng chính hãng của Estin. Giới thiệu sơ qua cho anh em về cái con máy này và cũng như là test tiếng nổ cho anh em coi luôn. Này, con này thì sử dụng xi lanh là lên tới 40mm, xi lanh lớn nha. Đấy, có bơm xăng, lọc gió bằng giấy này, hàng này rất là xịn sò nhé. Hàng này hàng VIP, nó có những cái đời thế hệ mới như 3900, nhưng mà đời 250 là đời cao nhất, hay là có Estin 230 cũng vậy, nhưng mà cái là 250 là đời cao nhất của nó, rất là xịn sò. Đây là hai con tán siết ốc bình thường con này, bên đây nó làm đập dẹp này tí để mà hạn chế vấn đề độ ra đó. Những tiêu chuẩn của châu Âu con này thì nó làm theo tiêu chuẩn của châu Âu. Bây giờ thì xài chất lắm, sử dụng ba họng gió, máy sử dụng ba kim chỉ giống như máy cưa bên đây. Đây này LA này, HL xăng gió, xăng mọi thứ rất là xịn sò. Bơm xăng phụ đây, e gió đây, nhẹ nhàng tách quá đẹp, siêu phẩm. Đó, Estin chính hãng nha. Đây mình cũng quay mặt cái này coi. Nó sẽ báo cho mình nhé, 9000 mắc, tốc độ vòng cua tua ác nhất là 9150 vòng trên 1 min, quá tua quá lẹ luôn, là tốc độ vòng tua lớn nhất đấy. Tem mác nhà sản xuất rất là đầy đủ hơn. Hôm nay thì nó sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc, hàng chính hãng sản xuất tại, lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Hàng này thì nó không có phiên bản của châu Âu đâu anh em nhé, không có hàng mà nhập từ châu Âu về đâu, chỉ có hàng một hàng loại hàng thôi, là nhà máy đặt tại Trung Quốc và sản xuất bên đó thôi. Còn anh muốn sử dụng hàng châu Âu, hàng Đức ấy, thì nó hàng đấy thì anh em mua hàng bãi thôi, thì lâu lâu nó mới có. Tay lái ha, tay lái cũng khá là xịn sò này, nó làm thiết kế này bóp nó không có mỏi tay mà rất là nhẹ nhàng, tăng tuổi thọ, tất cả những cái da này nó bọc kín hết luôn, chống bụi nên là cái tăng tuổi thọ của cái dây ga rất là lâu, anh em xài vài năm chưa chắc đã hư được. Còn nắm bên này thì bao da rất là chắc chắn xịn sò. Cái mẫu tay lái này thì nó thiết kế theo kiểu châu Âu, nó ngoằn nghèo. Mẫu một số tay lái thông thường ở Việt Nam mình làm thì nó như thế này là nó u luôn, còn đây nó ngoằn nghèo tí này, đó, theo kiểu châu Âu. Thì anh em có thể tháo ra và anh em điều chỉnh được nhé, tháo ra điều chỉnh được này, tới lùi linh tinh và thoải mái, sang bên trái sang bên phải thoải mái luôn ha. Đây ống cần xịn sò luôn. Ở đây thì có một cái chắn cỏ đó, chắn cỏ này thì cũng vừa vặn, cũng chưa đến mức là VIP lắm, to lắm, nhưng mà cái này là em thấy là nó ôm gọn gàng. Và đây thì có một cái mũi dao này là khi mà anh em đánh cỏ nó vô mà nó chưa đứt được thì là anh em này phụ vào đánh phát đứt luôn đó, nó phụ thêm đó. Ở đây thì đầu bò của máy như thế này. Đấy. Phụ đằng sau đây là có một thêm một cái bát chống ăn mòn tán, là nó ráp đây,
anh em sử dụng dao thì anh em ra vô, còn ổ cước thì anh em dừng không được đâu. Đấy, còn ở đây thì các cái nắp trên này, nắp dưới này, tán này, anh em tháo ra để ráp dao. Và anh em lưu ý một điều nhỏ này là ở đây là có có cái lỗ này, cái lỗ này là nó sẽ thọc một cái cây vào đây đây này, như thế này sâu vô đây này, anh em thấy không? Và anh em phải xoay đến một cái điểm như thế này rồi đẩy vô này, nó là như thế này, nó định vị lại cái bát dưới này. Và lúc đó anh em sử dụng con tán này, anh em muốn xuýt ra xuýt vô là thoải mái tự do ha, thoải mái tự do luôn. Còn nếu không có cái này thì nó không định vị và anh em xiết con dao không bao giờ nó cứng được. Đó là một lưu ý nhỏ nhé, anh em nhớ nhé, sử dụng phải nắm được cái đấy. Và bên hông này nữa thì nó có một cái con ốc để bơm mỡ bò. À, một con ốc này anh em mở ra để bơm mỡ bò cho nó. Nếu anh em sử dụng trong vòng vài tháng hay thường xuyên thì anh em bơm thường xuyên cho nó. Và cách bơm như sau, anh em mua một cái ống tiêm hay là cái xe ranh nhỏ, lưu ý lấy loại nhỏ thôi. Anh em mua mỡ bò và anh em bơm vào cái xe ranh hay cái ống tiêm đó, sau đó anh em bơm vô đây, anh em bơm đến khi nào mà mỡ bò trong đầu bò này nó sẽ phun ngược ra thì là lúc đó nó đã đầy và anh em ráp lại nhé. Thế thôi, anh em bơm thường xuyên chứ mình kiểm tra định kỳ nó là không có cứ được, tức là anh em xài nhiều thì bơm nhiều, xài ít thì lâu lâu mình bơm mới được, nhưng mà nhớ mỗi lần xài thì sẽ khó bơm đến một tí. Và mình bơm và mình sẽ cảm nhận được là cái mỡ ở đầu bò của mình là nó còn nhiều hay còn ít. Ví dụ như mình xài tháng nào mình cũng xài mà mình thấy là tháng nó hết lần thì mình cứ một tháng mình bơm, còn anh em xài trong một năm xài được vài lần thì nó không hao đâu, nên là anh em cứ thông thả bơm. Anh em chờ tí nghe điện thoại nó, thì anh em lưu ý là bơm định kỳ, bơm thường xuyên cho nó ha, tránh hư đầu bò rất là mắc tiền nhá, đầu bò lô không là nó tới 400 mấy cái đầu bò này đâu. Nên là anh em lưu ý vấn đề như vậy, mình bơm mỡ bò thường xuyên thì nó sẽ tăng tuổi thọ, tránh mất tiền oan ha. Rồi còn ở đây là công bộ phận cò ga, ở đây thì nó thiết kế thêm công tắc nằm ở đây, nó chỉ có duy nhất đó là một cái công tắc thôi, tắt mở ha, tắt mở, ok. Còn đây thì lọc gió nó bằng giấy nên là khi anh em sử dụng trong thời gian dài thì anh em lưu ý lấy vệ sinh xịt khô cho nó ha, để tránh bao giờ nó xâm nhập vô nên ra cái tình trạng là hao xăng, yếu máy hao xăng, nó gấp sẵn trẻ đó. Và bây giờ em sẽ châm xăng và hướng dẫn anh em cách khởi động máy luôn. À, máy này thì đi kèm theo đợt này là nó có được tặng cho anh em một chai nhớt là 250ml, và mua hàng thì sẽ được tặng thêm một cái buji và một cái ổ cước cho anh em. Còn phụ kiện đi theo kèm có dao dây đeo đồ nghề đầy đủ nhé. Anh em làm chuyển khoản đủ thì tặng thêm cho anh em một lon nhớt Kavi đó. Đó, đấy là mà mua hàng mua máy là 5,2 triệu mà anh em chuyển đủ 5,2 triệu thì bao ship rồi tặng thêm cho một lon nhớt ha. Rồi em sẽ châm xăng ở đây thì em đã pha với nhớt sẵn rồi, anh em lưu ý nhé, tỷ lệ pha thì nó tùy theo lon nhớt, anh em pha cho nó đúng tránh tình trạng hư máy. Và máy mới như thế này thì anh em lưu ý một điều đó là anh em phải rô đa máy. Rồi ok, em đã châm xăng và nhớt vào đây, rồi giờ em tiến hành bơm xăng lên. Mọi người lưu ý cách khởi động của nó nhé, đầu tiên là mọi người phải mở cái công tắc này, thắt lùi lại nha, sau đó châm xăng này, châm nhiên liệu lên, tiến hành bơm xăng này. Đó, xăng lên này đây anh em. Đó, bơm lên đi ạ. Rồi, bơm lâu lâu chút lên rồi, nhưng bơm lâu lâu chút. Rồi, tiến hành đóng e gió. Của nó đang mở e gió như thế này thì anh em đóng như thế này đúng không? Đóng e gió lại và tiến hành mình khởi động cách bằng giật. Nếu máy để lâu như thế này tức là chưa khởi động thì anh em cứ kéo nhẹ cho nó vài cái. Để làm gì? Để kiểm tra xem có sự cố gì với cái lòng bạc này không. Để lâu quá ba cái gì nó cứng ngắc lại máy. Thứ nhất là vậy. Thứ hai là mình vừa giật như vậy thì nó có tác dụng, nó đã đẩy lên một tí xăng này rồi. Đó, giúp cho cái việc khởi động của mình nó dễ dàng hơn một chút. Rồi, và tiến hành mình giật này. Anh em cứ đếm giùm tôi. Tức là như thế này. Anh em đóng nhà gió và ở đây nó không có chốt có ga gì cả.
anh em cứ bật là nó sẽ tự ấy thôi, nên là mình chỉ cần kéo nhẹ vài cái và mình giật thôi. 1 này, 2 này, 3 này, anh em thấy không, nó rất là thiếu xăng, nhưng mà anh em đó, cái nó nổ rồi đúng không? Đó, anh em này, mở ra gió ra, đó là xong cái bước khởi động thì nó đấy đó. Và bây giờ anh em muốn mau nổ, bây giờ anh em muốn giật lại cho nổ thì anh em không cần phải đóng e nữa, cũng không cần phải bóc ga, không phải làm gì cả, cũng không cần bơm xăng luôn, mà anh em chỉ cần giật thì hay làm nó nổ đó. Và thông thường những cái máy mới như này ấy, thì em sẽ phải căn cái xăng lại cho nó ngọt hơn một tí ha, tại vì nhà sản xuất nó căn hơi bị thiếu, tiếng nổ găng ki nó không được đàn, thì em sẽ căn lại. Đỡ hơn nữa. Ok. Và bắt đầu mình nhấp ga nhẹ nhàng thôi. Và anh em lưu ý hãy rô đa máy nha, máy mới rô đa cho em dùm em khoảng 2 bình xăng như này và anh em tiến hành sử dụng bình thường nhá, rô đa xong thì hãy sạc. Đó, con này thì em bán với giá hiện tại trên thị trường là 5,2 triệu, chuyển khoản đủ, bên em bao ship tặng thêm lon nhớt. Còn anh em mua hàng thì vui lòng chuyển khoản trước 500.000 để bên em ship hàng cho anh em nhé. Đó, hình thức mua bán như vậy. Và anh em lưu ý sản phẩm này sẽ được bảo hành 6 tháng, bao IC lửa và bình xăng con như này, chính hãng 6 tháng nhé. Đó, được bảo hành cho anh em 6 tháng. Rồi, anh em có nhu cầu sở hữu cái con máy cắt cỏ Eptin FS250 này thì liên hệ trực tiếp với Thắng Máy Cơ Xích qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Bên em ship code C đôi toàn quốc. Mua hàng anh em vui lòng đặt cọc trước 500.000 thì bên em ship hàng cho anh em. Nhận hàng anh em sẽ được kiểm tra test máy, ok thì anh em thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.